họ đang làm gì đánh nhau. Poppy, họ đang quyết định đánh nhau ở cấp độ 1. Đúng vậy. Poppy cùng với cả Vương Không đang đánh nhau trong rừng. Tốc biến này đánh luôn đến từ bên trái. Tốc biến chạy luôn. Và Điên Cây tốc biến chạy và hình như là Điên Cây đã cướp được con chim to. Thế rằng anh ta có 3 chỉ số các vật rừng ở đây, còn BJ thì chưa có bất kỳ chỉ số các vật rừng nào cả. Tất nhiên rồi, BJ còn trừng phạt, còn DNK thì không. DNK biết rằng BJ đang di chuyển sang để tìm mình và anh ta quyết định khởi đầu từ bãi sói, ăn những con sói nhỏ để lên 2. Một quyết định rất thông minh đến từ DNK. Và cấp độ 2 sẽ là cấp độ đủ để anh ta có thể tay đôi cùng với BJ phía bên kia. BJ không còn tốc biến, đang đứng rất sâu trong khu rừng đối phương. Anh ta sẽ được hồi máu đến từ cú chạm thêm cho pha solo 1-1 này. Nhưng Emperor lại là người chuyển vào trước so với Hatmet, sát thực khá nhiều đến từ BJ nhưng có nội tại. DNK vẫn sống với 1 chấm máu, anh ta bị thứ đốt. Chiến công đầu thuộc về cho đường trên của SBTC Esports. Mỗi bên mất 1, cả hai người trên rừng cù nhầy với nhau và cả hai đều phải nằm xuống. Những tình huống rất hấp dẫn tới từ cả hai người đi rừng. Nhưng với ngưỡng máu hiện tại thì cảm giác Emperor không dễ để có thể bị hạ gục. Hatmet không còn nhiều năng lượng và những gì BJ cố gắng làm là thực hiện cú phân thân lên khu vực phía trên bản đồ. À, cái này biết vô bắt nó là được nha. Cái này có tầm nhìn vô bắt nó được nha. Rồi rồi vô bắt nó được nha. Vô bắt nó được nha. Rồi, có về được không đây? Ồ, đây là một tình huống thực sự nguy hiểm dành cho BJ, đã bị dính. Hay. Đã bị dính một hình của phóng video và đó là solo. Biết vô bắt nó được à. Có tầm nhìn mà tưởng không biết thôi chịu à. Và thậm chí sau những lần đẩy họ còn ăn được thêm hai lớp đất trụ dành cho Shogun, tạo ra một chênh lệch nho nhỏ ở lần về nhà đầu tiên giữa hai người chơi và bây giờ thì đang là tình huống tấn công ra. Hồn gió tập gần khá chuẩn xác, tập quá nhiều phân chia theo cùng với tốc biến giúp địa một rút lui được. Gẻ đánh về vậy gẻ động và đó là pha tốc biến e thiêu đốt rất quyết đoán. Ui. Đến từ Rumble của Taki rất khó chịu, những áp lực đi đường đó đang giúp cho SGB có được 4 lớp đất trụ tại khu đường dưới. Với pha kiểm soát sứ giả vừa rồi thì DNK đang chưa có những áp lực tại đây. Phân chia thế nào vẫn rất tốt đến từ vị trí của Điện 1, đẩy được BJ về. BJ có lẽ sẽ phải đầu tư tốc biến để rút lui trong pha mà anh ta cố gắng cướp bùa đỏ, nhưng tốc độ cướp của anh ta là quá chậm và khiến anh ta phải bỏ hỗ trợ để rút lui. Còn bên phía bên kia thấy Shogun đã đầu tư luôn cả cú chiêu cuối đại bác đẩy lùi để dồn sát thương chung. Dồn luôn. Saki không còn phép bổ trợ, anh ta bị kiệt sức, bắt đầu bị tấn công bởi Điện Đạt đỉnh điểm. Sát thương là khá nhiều đến từ CF, làm choáng thành công đến từ đơn đại đánh ngất ngư và Taki có lẽ sẽ phải bỏ mạng ở đây mà thôi. Điện Kê quang tấn công thêm vào Shogun, Taki có lẽ trả sát thương của anh ta là khá nhiều nhưng không đủ để kéo theo CF cho thủ này. Mà giữ khiên để hạn chế những nguồn sát thương dồn, còn Địa Một là người lần này đã phải nằm xuống. Khả năng kết hợp đến từ Ngô Không cùng với Ari vẫn là một cái gì đó rất đáng kể. Và anh ta rõ ràng không cần phải e ngại quá nhiều trước những pha tiến ra từ con Poppy, mà mục tiêu bị tấn công là khu vực đường dưới. Trừng phạt là thứ đang được đổi lại dành cho Poppy, nhưng cũng chỉ là để giúp cho anh ta có thể ăn cùng một lợi xanh này một cách nhanh chóng hơn mà thôi. Và cái áp lực vào trụ một ở khu đường giữa tới từ thành viên đội tuyển SKB cũng không phải là quá cao. Emperor là người gặp nguy hiểm, anh ta bị dính hôn gió, anh ta bị dính rất nhiều khống chế, anh ta bị dính thêm mưa tên lửa, sắp tương đầu ra là nhiều và bắt buộc phải có một tình huống dừng chiên để cover cho đồng đội của mình đến từ Palette. Nhưng Emperor đã bắt buộc phải áo giao tranh. Azir đang đẩy ở nửa trên, sao vẫn quyết được tung ra đẩy con cả hai thành viên đẩy con đầu về. Và Poppy đang ép góc và nếu tốc biến làm choáng và có không thể lấy chuyển hay không, câu trả lời là không. Palette đang cản rất nhiều sóc thương của Ari, người tới là Gwen mất tốc biến với bên pin đánh lỗi rồi, sẽ không còn gì chạy cả. Một góc tốc biến khá tai hại với bên kia, người tới là Emperor sát thương cực kỳ nhiều từ Hatmet với những tiểu sư chỉ luồn kim cùng với Sunset. Anh ta timing sai nhưng sắp lên đầu ra của anh ta vẫn là đủ. Điểm một lao thẳng vào tay đôi cùng với BJ, anh ta bị BJ gõ gõ đầu qua tốc biến lên thoát thân thành công với BJ quay ngược trở lại. Da sao đánh lỗi vậy, đó là double kill dành cho Gwen của Hatmet. Tự quỷ rồi các thành viên đội tuyển sao Buffalo. Và đây là thời điểm anh ta cần kêu gọi những người đồng đội. Nhưng Asia không có dịch chuyển ở đường dưới bản đồ, người đang gặp nguy hiểm là Froggy, anh ta còn phi hồ. Anh ta thoát được một cách khá dễ dàng. Còn khu đường trên thì tôi thấy rằng cái từ dễ dàng đấy nó không nằm trong từ điển của Emperor. Hay. Mà siêu hoàn lại, anh ta quay ngược trở lại, anh ta lấy điểm sắp bao 100 tiền. Và anh ta câu được khá nhiều thời gian. Hatmet dính đến 3 sát thương chủ và anh ta còn tầm khoảng một nửa máu. Cái xưa là bất bại và không gặp bất cứ một sự nguy hiểm nào cả. Thậm chí anh ta lao vào bên dưới để đối chọi 1-1 cùng với Emperor. Và cú xoẹt vừa rồi nó hiệu quả, né thành công được. Ôi, đó là một pha lao thẳng vào hôn gió đến từ vị trí của Emperor và nó sẽ là điểm hạ gục. Không phải là điểm shutdown, nó sẽ là điểm hạ gục có tiền nhiều dành cho các thành viên đội tuyển Sài Gòn Buffalo và nó nhường lại dành cho Froggy. Và thêm cả rất nhiều chiêu cuối nữa, SGB mất tổng cộng đó là 5 chiêu cuối nhưng họ vẫn đang muốn ăn Baron ở trên tư thế không còn bất kỳ cú chiêu cuối nào cả. SE vẫn còn một cú chiêu cuối đến từ Palette nhưng anh ta đã bị hôn gió mất máu khá nhiều. Dựng tối kiên cường lên nhưng anh ta mất máu cực kỳ nhanh, đang bị bắn bởi cả Shogun và cả Froggy. Anh ta yếu máu, anh ta lên bảng rồi. Tiếp tục là một tiếng dậm nhảy tên lửa được hồi lại nhưng họ có dám giao tranh hay không đến khi Hatmet đã quá yếu máu. Cánh còn lại Điện Một đang tay đôi cùng với BJ. BJ máu yếu ai để Điện Một tạo giáp. Điện Một thành công trong việc solo 1-1 cùng với người chơi rừng của SGB và thực hiện một pha phản công chung với Celeb, DNK và cả Ember nữa.
bốn thành viên của SGB đang co cụm lại, cú chung của Sinh Tạp và quyết đẩy lui Frog Ninja. Shogun kẹt lại phía sau và Shogun phải đập số 3 shutdown dành cho Celebrity. Bác ông! Tay không đi. Giả phán quyết của mình thông tin đến từ Diên Kiêu dành cho địa một. Những pha khí áp lực khu đường giữa trước thềm tiến ra với khu vực hàng rồng từ bên phía của SE. Nhưng người đã mất máu là Palette, không gây quá nhiều ảnh hưởng. Một pha mưa tên lửa để kéo máu. Palette là người đang bị giữ chân. Là bị bắt lẻ rồi anh em ơi. Và điểm cuối nó thuộc về Wen. Wen vẫn đang tràn lên từ hôn gió chưa so gắn nhảy thẳng tới để bắn. Điểm một quay ngược trở lại trong và so gắn. Nhưng điểm một bị gây quá nhiều sát thương và ao giao tranh ngay lập tức. Akali đang đẩy ở nửa dưới bản đồ đó, tình huống nếu như giao tranh thì là thiếu người. Nhưng bây giờ quay ngược trở lại khu hàng rồng thì có thể đủ người cũng công lao tới. Thực hiện cú lốc xoáy, giữ thành công được Celeb. Nhanh như điện lướt qua tường, phía bên kia Poppy đã bị hạ gục. Nhảy thẳng lên là Shogun, bắn và không hạ gục được địa một. Nhưng Celeb và người tiếp theo gặp nguy hiểm, Akali sẽ tiếp tục trung thành với việc đẩy ở khu đường dưới. Thay vì việc là quay ngược trở lại giao tranh ngay chăng. Nhưng không, anh ta nhận ra sự nguy hiểm và anh ta bắt buộc phải thực hiện một cú bấm về nhà. Cánh còn lại thì đã có đợt lính của FTC Sport tiếp cận vào trụ hai đứng giữa của SGB. Người đang đi ra phòng ngự đó là Shogun, nhưng anh ta là một con Tristana. Anh ta bị sát thủ, chính xác là hai vị tướng bên phía của SE tràn vào, trong đó có một sát thủ là Akali cho tay Enfer. SE khi anh ta đã hoàn thành xong được ít nhất là hai món trang bị phòng ngự thêm, đó là cái giáp thiên nhiên cùng với một cái giáp liệt sĩ. Bin J phía bên này bị kéo máu không đáng kể. Palette là người bị kéo ngược trở lại và mưa tên lửa được kích hoạt. Lần này thì mưa tên lửa cũng đạt được hiệu suất khá tốt. Sứ giả phán quyết đẩy văng được một người, đó là Ari, và quay ngược trở lại để ăn rồng đến từ bên phía các thành viên đội tuyển SBDC. Shogun nhảy qua từ phía bên kia. Người gặp nguy hiểm hiện tại đang là địa một. Anh ta quá liều lĩnh cho tình huống lướt lên và anh ta mất đi tốc biến. Anh ta bắt buộc phải mất thêm các lưu động để lùi về. Phía xa thì Echo người tràn vào một tấn công của Shogun, nhưng nên nhớ rằng Shogun có chi gai mang mò tía và rất nhiều hảo lần này cắt rất nhiều sắp thương vào cái bóng đồng hồ. Khoảng trống tạo ra để ăn rồng. Akali chắc chắn là người sẽ phải hy sinh. Những con rồng đó dành cho SE. SE muốn lùi về, không lùi hay được. Hay đấy. Quá tốt. Hay đĩa, hay xe lép. Giấc kích của sếp tràn lên thêm lần nữa. Điên kê là người hai, giết cóp. Và đó tức tiện tái, giữ chân là hai người. Kích hoạt luôn được cả một tiếng không thể lay chuyển. Nhưng sếp bị đẩy đi quá hai. Bởi tình huống sử dụng đài bắc đẩy lùi và sếp tốc tiến lên. Hạ cùng được thêm một người. Điên kê muốn đi tìm Taki. Anh ta tìm được rồi, anh ta phát hiện ra vị trí của đối phương. Nhưng Taki có sát thương. Và đây là tiếng vòng ngược trở lại Unbaron đến từ các thành viên đội tuyển SBTC. Akali và Poppy đang đẩy ở nơi dưới, nhưng Wukong đang có đường vấp luồn khá khó chịu. Anh ta vòng ra phía sau lưng của Celeb người tới đang là Froggy. Wukong không lao vào được vì đó vẫn tranh thiên hạ rất tốt. Bảy áp đến từ địa một. Địa một bị hồn, địa một bị số sát thương, địa một phải nằm ngồi. Nhưng Celeb được bắn, Celeb hạ gục thành công được một lần trở lại. Không, đó sát thương thuộc về Brom. Nhưng súng điện bỏng cháy, hạ gục được thêm một người nữa dành cho các thành viên đội tuyển SE, đó là Wen, và tiếp tục nhanh như điện lướt qua bên này bờ tường. Vẫn chưa có thêm một súng điện nữa được kích hoạt đến từ vị trí của Celeb. Lại làm tình huống xung điện nữa, kéo được máu và làm chậm đi phần nào được Shogun. Các thành viên đội tuyển SE muốn tràn vào khu đường giữa, tôi đang chờ những động thái đến từ Froggy. Có lẽ anh ta cần phải chờ mưa tên lửa được hồi lại đến từ vị của Taki và những pha mở đến từ Wukong của Binjay thì mọi thứ sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Nhà lính khu đường giữa mất, lại một lần nữa là thế trận sân bay được mở ra dành những thành viên đội tuyển SGB. Điên cây đủ trâu để là người đứng đầu trước những nguồn sát thương được gây ra bởi các thành viên đội tuyển Sago Buffalo, nhưng đó chưa phải là nguồn sát thương đến từ Tristana. Tristana hiện tại cũng vô cùng mạnh. BJ lao vào lúc xoáy chỉ được một người, đó là địa một. Sát thương đầu ra rất nhiều đến từ BJ. Tràn vào thêm lần nữa. Hậu khải. Hắn cũng thành công được điên cây và như đã nói, bắn rất khỏe, đó là Tristana. Celeb đang vòng ra từ bên sau lưng kích hoạt trong cuối của mình bắn, nhưng sát thương không được bao nhiêu cả. SE mất đi một người, họ vẫn chưa muốn dừng lại. Họ đang muốn tận dụng lính vào từ khu rừng trên, nhưng khi hết đi thời gian tồn tại của điện đại đỉnh điểm, các thành viên đội tuyển Sài Gòn Bốc Lâu tràn lên một cách quá tự tin. Enfer gặp nguy hiểm, anh ta gây sát thương cực kỳ nhiều. Bên trái còn một máu mà thôi, và Celeb cũng đang tràn vào cùng những đồng đội của mình. Tốc độ nhanh là đẩy được hai người, trong đó có Taki cùng với Froggy. Gặp vị tiêu trượt, Shogun quay ngược trở lại được bắn. Celeb đang bắn rất rát vào mặt của Froggy. Froggy chỉ còn lại 1/5, 1/6 lượng máu, và trụ nhà chính đang là thứ bị phá hủy. SGB đang rơi vào tình trạng chôn chân, họ không còn đường lùi, họ bắt buộc tràn ra được phòng ngự. Enfer thấp máu nhưng ta vẫn sống, địa một tràn vào thêm lần nữa gây sát thương. Quấn nhà cho anh! Quấn nhà cho anh! Quấn nhà cho anh! Kêu gọi đến các thành viên... Quấn cái nhà thôi! Cân bằng tỷ số 1 đều! 31! Nếu giao tranh 5 năm cách sòng phẳng, tôi không biết là SE liệu rằng có thắng được bên phía của SGB hay không.